Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao tỷ lệ đăng ký và nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên cổng dịch vụ công quốc gia và việc thực hiện khẩu hiệu đã uống rượu bia thì không lái xe là những nội dung đáng chú ý trong chuyên mục số này. Trước hết là những tin tức trên lĩnh vực giao thông chúng tôi vừa cập nhật. Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2023 với mục tiêu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương so với năm 2022, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, các khu công nghiệp, các tuyến đường giao thông trọng điểm và những nơi có mật độ tham gia giao thông cao trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm nhằm duy trì ổn định trật tự an toàn giao thông, chủ động đổi mới phương pháp, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông tới mọi tầng lớp nhân dân có hiệu quả, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đợt cao điểm tuần tra kiểm soát tình hình trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2023, tính từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6 người, bị thương 6 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm 6 vụ, giảm 2 người chết và 11 người bị thương. Toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy nội địa, đua xe trái phép. Các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện, thành phố đã tổ chức gần 1.500 lượt tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản xử lý trên 8.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 17 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn trên 1.800 trường hợp, tạm giữ 175 xe ô tô và hơn 2.600 xe mô tô. Trong số các trường hợp vi phạm có hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 2.000 trường hợp vi phạm tốc độ và hơn 200 trường hợp vi phạm về cơi nới thành thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ. Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên vừa tổ chức cấp phát tài liệu và mô hình học cụ tuyên truyền an toàn giao thông tại hai trường mầm non thuộc huyện Định Hóa và huyện Đại Từ. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ các nhà trường trang thiết bị, mô hình học cụ trực quan để nâng cao chất lượng công tác dạy và học về an toàn giao thông, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, chủ động phòng tránh tai nạn giao thông xảy ra cho các em học sinh. Giảm đầu mối, bớt thời gian, thao tác lại đơn giản là hiệu quả mang lại từ việc xử lý vi phạm hành chính và đăng ký phương tiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Mặc dù Bộ Công an đã triển khai dịch vụ công trực tuyến về đăng ký và nộp phạt vi phạm hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia từ năm 2020, tuy nhiên hiện nay tỷ lệ người dân sử dụng chưa được như kỳ vọng. Nhằm nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ tiện ích này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, qua đó vừa cung cấp thông tin, vừa trực tiếp hướng dẫn để đông đảo người dân biết và sử dụng. Là một trong những doanh nghiệp dịch vụ vận tải hàng đầu trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp này có gần 400 đầu phương tiện, thực hiện khoảng 1 triệu hành trình mỗi năm. Để đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao trách nhiệm và xây dựng văn hóa giao thông trong đội ngũ lái xe là điều mà đơn vị luôn hướng tới và đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn phụ thuộc phần lớn vào ý thức của các lái xe. Bởi vậy, thực tế, doanh nghiệp vẫn nhận được giấy báo vi phạm hành chính về trật tự giao thông không chỉ trên địa bàn, mà còn ở một số tỉnh, thành phố trong hành trình đi qua. Và việc nộp phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp này là khá phức tạp và mất thời gian. Khi mà đi đăng ký, khi mà đi xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp, thì doanh nghiệp là người lái xe phải cắt ngày công để làm nhiệm vụ là xử lý. Ngoài cái việc đến phòng xử lý rồi thì chúng ta lại phải ra đến cơ quan ngân hàng để nộp và sau đó lại quay lại. Thì cái này là mất rất nhiều thời gian và cũng như là gì cái chi phí đi lại. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, Bộ Công an đã triển khai đồng bộ dịch vụ đăng ký và thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Theo đó, khi đăng ký phương tiện hoặc vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, người dân có thể sử dụng hình thức đăng ký hoặc nộp phạt trực tuyến vào kho bạc nhà nước, cũng như đăng ký nhận lại giấy tờ liên quan, bị tạm giữ hoặc tước tại nhà, thông qua hệ thống bưu điện. Với hoạt động đăng ký xe,
các đầu việc phải kê khai trên mạng của người dân đã được tối ưu. Công việc tiếp xúc trực tiếp tại cơ quan đăng ký phương tiện của các chủ xe lúc này là đến đối chiếu chiếc xe của mình với hồ sơ đã khai trực tuyến, rồi sau đó bấm biển. Với việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, đây là một bước hỗ trợ rất lớn cho việc giảm thời gian đi lại, nhất là đối với những người bị xử phạt ở xa nơi cư trú. Chúng ta áp dụng được cái gọi là công nghệ, cái xử lý hành chính qua mạng thì chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được chi phí. Tôi cũng tìm hiểu về những cái thủ tục để làm đăng ký xe thì thấy rằng là tất cả những bên là đăng ký giấy tờ đấy thì nó rất chi là đông, thì là bây giờ nó có cái chương trình đăng ký qua mạng ấy, nó rất tiện lợi cho người dân. Thủ tục đăng ký phương tiện và nộp phạt trực tuyến đối với lỗi vi phạm giao thông đường bộ rất đơn giản. Người đăng ký hoặc vi phạm chỉ cần sử dụng máy vi tính hoặc điện thoại có kết nối Internet, truy cập vào địa chỉ https://dịchvucong.gov.vn. Sau đó thực hiện các bước theo hướng dẫn của phần mềm. Đối với các trường hợp vi phạm, khi người vi phạm thực hiện nộp phạt qua mạng, các thông tin cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đều được mã hóa để bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin cho người nộp phạt. Để nâng cao tỷ lệ người dân đăng ký và nộp phạt vi phạm hành chính qua mạng Internet, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền về lĩnh vực này để người dân nắm rõ và sử dụng một cách thuận tiện, nhanh chóng. Bước đầu thì chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền đối với các đơn vị, công ty, doanh nghiệp và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải cũng như là kinh doanh buôn bán về ô tô và xe máy. Tiếp theo đó thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho lãnh đạo như giám đốc công an tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức cái việc tuyên truyền này, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh để làm sao mở rộng cái đối tượng tuyên truyền để cho bà con nhân dân nắm được và sử dụng cái dịch vụ nó ngày một đạt hiệu quả hơn. Khi chúng tôi có khách hàng, chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho khách là các thủ tục để làm đăng ký xe ô tô trực tuyến qua mạng, làm sao là giảm bớt các thủ tục trước đây, cũng như là tạo điều kiện thuận lợi cho khách là làm thủ tục đăng ký nhanh nhất và hiệu quả nhất. Có thể nói, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mang lại tiện ích lâu dài cho người dân, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xử lý vi phạm giao thông. Dự kiến, đợt tuyên truyền về dịch vụ tiện ích này sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 2 năm 2023. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ cấp phát 40.000 tờ rơi, 500 đĩa, 400 băng rôn, tuyên truyền về các bước và lợi ích của việc thực hiện dịch vụ công cho các doanh nghiệp, nhân dân và người tham gia giao thông trên các tuyến đường tuần tra do đơn vị quản lý. Trong thời gian qua, bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan đến nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, công tác tuyên truyền cũng được lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh tăng cường, đẩy mạnh. Qua đó, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Người dân đã ý thức hơn việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông. Người điều khiển xe máy này đã có thái độ không hợp tác sau khi bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở trên tuyến quốc lộ 37. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, giải thích, họ đã hiểu và phối hợp với lực lượng làm nhiệm vụ. Em không muốn vi phạm trong lĩnh vực giao thông, anh ạ. Nhưng mà Tết không ai là đáng, không có. Anh thổi ra một hơi nhẹ nhàng đều đều, lắp dây nhé. Lại đi ạ. Em thông báo cho anh nhé, nồng độ cồn trong hơi thở của anh là 0,456mg trên lít khí thở. Rồi. Vâng, cái này là vi phạm anh ạ. Vi phạm thôi. Vâng, anh xuất trình giấy tờ cho kiểm tra nhé. Ơi. Tương tự như vậy, trong các buổi tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông sau khi phát hiện một số người dân điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong hơi thở, đều thực hiện việc tuyên truyền, giải thích một cách chi tiết, đầy đủ cho người vi phạm. Anh có hai lỗi, là một là điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Nồng độ của anh là 0,490mg. Lỗi thứ hai của anh là không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Anh có ý thức được hành vi vi phạm của mình trong khi tham gia giao thông có nồng độ cồn trong người không? Có. Việc xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về nồng độ cồn trong thời gian qua, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa tai nạn giao thông, chuyển biến về ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân. Số người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn có xu hướng giảm so với cùng kỳ,
góp phần làm giảm số vụ tai nạn giao thông so với những tháng đầu năm 2023. Phòng cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm thì cũng đã xử lý được rất là nhiều các cái trường hợp vi phạm, kể cả ô tô và mô tô. Đánh giá tình hình vi phạm thì đã giảm hơn rất nhiều so với trước Tết. Thì mọi người tham gia giao thông đã ý thức hơn về việc sử dụng rượu bia. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, tác hại hậu quả của việc uống rượu bia, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân. Đã uống rượu bia thì không lái xe. Chuyên mục văn hóa giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn Bảo Việt Thái Nguyên đã tài trợ cho chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.